Các bạn ơi, tôi xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn là một cái món này, là món mà chúng ta nhìn thấy là nó đã gần đến ngày Tết rồi các bạn. Đây là món dưa hành. Món dưa hành này thì ngày xưa tôi cũng đã làm nhiều rồi, mà gia đình tôi lại có cái mảnh vườn nó rất là rộng. Thế các cụ trồng là khi củ nó to lên, bắt đầu các cụ mới dỡ, nhổ lên là nó lên hết, vì đánh luống mà các bạn. Cho nên là nhà tôi không phải mua. Bởi vì ngày Tết các cụ thường xuyên hay nói là bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành. Cho nên là hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một món dưa hành này. Cũng là một món ăn rất là ngon, dân dã, nó là cổ truyền đấy các bạn ạ. Cái này nó rất đơn giản các bạn ạ. Bởi vì chúng ta khi cắt xong chúng ta có gồm có là chỉ có muối này và đường. Đấy, có hai món này. Chúng ta phải luôn có một cái vại. Đây, đây là vại. Vại hoặc là chum phải bằng sành sứ nha các bạn, nhớ là như vậy. Tôi được thấy như các cụ nhà tôi là cứ phải nhổ, nhổ trước đi 2-3 ngày xong cắt để cho nó hơi héo một chút. Đấy, nó hơi khô vỏ này, để cho nó săn lại cái củ hành. Bóc cái này nó cũng là một cách là phải cẩn thận, phải để xa ra một chút. Các bạn vì bóc cái này á, nó rất là hăng, vì nó còn tươi. Các bạn nhớ nhá, khi ta bóc hành nó đến cái chỗ trắng này là ta phải thôi. Đấy, làm sao gọt cho nó đẹp. Đấy, không có cái rễ nào nó còn bám vào đây. Khi ta làm cái này ta phải cho muối, các bạn nhớ là ta phải cho số muối vào để cho dưa hành nó sẽ được tiết ra. Đấy, sau đó ta lại rửa lại. Rửa xong ta bắt đầu mới cho vào trong cái vại sành này. Có cây hành nó một củ, có cây hành nó lại còn hai nhánh. À, nó là thế. Cho nên các bạn hãy nhớ là bóc hành nó rất là dễ. Thế nhưng mà nó lại hăng, cho nên nó cay đấy. Thế ngày xưa thì cũng có, tôi nhìn thấy cũng có gia đình người ta làm là người ta không bóc, người ta rửa sạch, xong người ta cũng muối. Đến khi ăn là người ta mới mang ra người ta bóc. Tôi làm hôm nay giới thiệu với các bạn phải làm, phải bóc ra. Đấy, cho nó sạch sẽ, xong ngâm đi. Để cho nó ra hết cái dựa đi. Tôi sẽ để ngâm vào khoảng độ 2-3 tiếng cho nó trắng và cho nó ra hết nhựa. Nếu các bạn muốn trắng ấy, các bạn trắng mà nó càng non càng thích trông đẹp nữa thì các bạn cho một chút giấm. Các bạn nhớ là phải ngâm vào khoảng độ 2 tiếng nhé, cho nó ra hết dựa đi. Xong rồi các bạn rửa thật sạch. Thế là các bạn mới cho vào trong cái vại. Các bạn ơi, tôi đã ngâm được 2 tiếng rồi. Thời gian ngâm như thế này là đủ các bạn. Bây giờ tôi sẽ mang đi để rửa cho nó sạch sẽ. Xong thì tôi sẽ cho vào vại để tôi muối dưa hành nhá. Đây, tôi đã rửa sạch hành rồi. Sau đó tôi sẽ cho vào vại. Đấy, các bạn cứ dàn cho nó đều đi. Bây giờ là tôi sẽ pha nước để tôi đổ vào trong cái vại hành này nhá. Các bạn hãy nhớ là ta cho một môi này là đường. Nhưng các bạn nhớ là ta cho nước là phải đun sôi để nguội. Thời tiết mà nó rét ấy thì các bạn cho nước ấm. Nếu mà thời tiết mà ấm thì các bạn cho chỉ hơi hơi ấm một chút. Đấy, chứ đừng có cho nó nóng quá làm gì. Vì đầy một vại này thì tôi phải cho một muôi rưỡi. Đây, một muôi rưỡi đường. Các bạn hãy nhớ là tôi phải cho 2 muôi muối. Đây, 2 muôi muối.
Các bạn nên nhớ làm sao cho nó vừa hợp. Đậm quá thì nó mặn, các bạn ăn thì nó mặn quá. Nhưng mà nó nhạt quá thì lại nhanh chua các bạn. Thế cho nên là các bạn cho làm sao tỷ lệ nó phải hợp lý. Các bạn nhớ là củ hành này thì nó là to mà. Cho nên thời gian ấy, các bạn nếu thời gian mà nắng ấm chỉ 5 ngày là các bạn ăn được. Nhưng nếu mà thời tiết mà lạnh thì các bạn nhớ là phải 7 ngày. Bây giờ muối với đường tôi hòa tan rồi và nước chỉ hơi hơi ấm ấm là tôi đổ vào trong vại. Đấy các bạn hãy nhớ tính làm sao đổ vừa hợp lý. Đấy. Thế là nó đầy hết. Các bạn ơi, khi các bạn cho bắt đầu nước nó đã được đủ trong cái vại này rồi thì các bạn nhớ ta cho một cái đĩa. Đấy. Ta ấn nó xuống thì nước nó sẽ lổi. Đấy, nó chi nó sẽ vào lòng đĩa. Đấy, thế là nó sẽ tạo được một cái vị lén hợp lý. Thì hành nó đỡ bị ủng này. Để lâu là đỡ ủng là một. Cái thứ hai là nó đỡ rộp cái củ hành mà ta muối. Sau đó các bạn sẽ đậy cái nắp đây lại. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng chỉ trong đến ngày thứ ba thôi thì nước bỗng dưng nó sẽ nhiều hơn. Chín hành thì nó tóp dần rồi nước nó sẽ lẩy lên. Các bạn lưu ý là ta lên để vào một cái khay phòng khi mà nó tràn nước ra ngoài thì nó cái khay đó đã đựng được nước cho nên nó đỡ dàn ra ngoài. Đây bây giờ tôi đậy nè. Bây giờ tôi sẽ mang vào để vào cái chậu. Ôi chà, thế mà lặng ra phết đây các bạn ơi. Tôi muối dưa hành đã được 7 ngày rồi các bạn ạ. Thời tiết se lạnh các bạn hãy nhớ là nó kéo dài đấy. Các bạn có nhìn thấy không? Đây là bánh chưng xanh, thịt mỡ đây, đây là giò xào, đây là dưa hành. Chà chà, thật là rất là ngon mắt. Bây giờ tôi sẽ lấy dưa ra để tôi thưởng thức. Các bạn hãy lấy đủ ăn, chứ đừng có lấy nhiều quá xong thì để ra nó sẽ có cái độ thâm là héo đây các bạn. Vì ta dùng cái món dưa hành này là phải có nước. Nếu không có nước là nó sẽ thâm rồi. Đây, tôi đã lấy dưa hành ra đây các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ tôi thưởng thức cái món mà tôi làm ra đây. Đây là dưa hành. Đây, xem nó có hấp dẫn đến mức độ nào. Chua chua đậm đậm, lại thơm thơm. Cái vị đậm là vừa, nó có hơi một chút chua chua thôi. Nhưng chưa phải là chua nhiều. Rất là ngon. Cái món này để ăn bánh chưng. Đây, tôi sẽ làm một miếng bánh chưng. Bây giờ tôi phải thưởng thức một miếng giò xào. Quả là bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, đúng là hợp với ngày Tết. Có cái món dưa hành này thì các bạn mới thấy rằng ngày Tết các bạn ăn nhiều các món khác thì nó nhanh tiêu lắm các bạn ạ. Mà nó lại hợp khẩu vị. Rất là ngon. Tại sao hành ở ngoài chợ bán dưa hành thì lại nó trắng phau lên. Mà của tôi muối nó lại có hơi ngà ngà. Đây là thực tế là mình tự tay làm. Mà tôi không cho phèn chua. Nếu các bạn mà cho phèn chua vào thì nó trắng phau luôn. Cho nên tôi để tự nhiên.
tự nhiên mình muối như thế nào mình dùng như thế, các bạn nhớ là như vậy. Các bạn nào mà ăn được tỏi ấy, thì các bạn sẽ đập vào khoảng độ 5 hay 6 nhân tỏi thì nó cũng có một cái hương vị nó thơm. Mà các bạn hãy nhớ là ta cho một chút vào thì nó sẽ giảm được cái váng ở cái vại dưa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Rất nhiều các bạn đã đề nghị yêu cầu tôi làm món dưa hành, hôm nay tôi thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi và chia sẻ cùng với tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là một món rau muống để muối nha. Đây là món này món mới lắm, các bạn mà làm nó hợp lý thì ăn rất giòn mà ngon. Tôi sẽ đưa các bạn đến cùng một cái ruộng rau muống của tôi, nó rất là sạch. Bây giờ để mời các bạn theo chân tôi nhá. Các bạn nhìn thấy không? Rau muống rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ hái rau muống về để tôi sẽ cùng với các bạn ta làm món rau muống để muối nhá. Đấy, ta cứ lấy cái nào nó lon là ta lấy, nó hợp lý. Đây các bạn ơi, tôi đã hái đủ rau muống rồi để về làm lộm nhá. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhá. Các bạn ơi, tôi đã hái rau muống về đây rồi và tôi rửa rất sạch rồi các bạn ạ. Đấy, rau muống rất là tươi. Trước tiên để muối rau muống này thì nó kèm theo tất cả các cái gia vị. Đây là nước mắm và giấm và đường và muối và ớt quả, tỏi đây, và hành khô đã bóc vỏ. Trước tiên ta làm cái món này nữa thì ta lại phải làm tiếp một cái công đoạn là tôi bây giờ đi nhặt rau muống. Các bạn nhớ là tôi sẽ bỏ hết lá ra. Đấy. Rau muống thì nó chế biến được nhiều thứ lắm các bạn ạ. Có thể là xào thịt bò này, ta làm lộm này, ta luộc lên này, ta xào tỏi này. Đấy, nó có nhiều cái rau muống này ta chế biến được. Nhưng hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là cái món này để tôi muối chua. Cứ nhặt xong các bạn sẽ cho giấm và muối vào đây là vừa. Sau đó để rửa để cho nó ra nhựa đi. Tôi đã vật xong rồi đây. Đấy, các bạn nhớ là vật hết lá đi. Tôi đã đổ nước cũ đi rồi đấy. Bây giờ tôi cho nước mới vào, tôi sẽ ngâm tiếp muối này. Đấy, các bạn cho muối vào đây để ta ngâm để cho nó ra dựa. Đấy, các bạn cho giấm vào để cho nó ra dựa. Đây là nước rửa. Sau đó lại còn phải nước ngâm một lần nữa. Đây là rửa cho nó sạch hết các cái bẩn mà nó bám vào cái cọng. Nếu mà độ nhựa ra tốt rồi thì các bạn không nên cho muối nữa, chỉ cho giấm không, để cho tạo cái độ cứng và nó giòn. Đấy, như thế này là đã tương đối sạch lắm rồi các bạn ơi. Tôi sẽ vớt lên và tôi sẽ cho cái nước này bỏ đi. Đây này, tôi thay nước mới. Đây, tôi sẽ cho lốt giấm vào đây, tôi ngâm giấm. Đấy, sau khi ngâm như thế này thì các bạn lại dở ra. Đấy là ngâm một tiếng đấy các bạn nhé. Trong lúc chờ ngâm thì tôi sẽ đi thái hành tỏi. Bây giờ đến ớt, tôi sẽ vật các cái cuống ớt này ra này và tôi sẽ cho vào trong muối cùng mấy cả rau muống. Còn tôi thái chỉ mấy quả thôi các bạn nhá. Đây các bạn cũng thái miếng nhá. Đây tôi đã thái xong ớt rồi, như vậy là tôi đã làm hoàn chỉnh. Bây giờ tôi cho nước vào đây. Đấy, tôi đun cái nước này là để tôi sẽ làm cái nước muối rau muống. Đây, tôi cho một chút muối hạt các bạn nhé. Tôi cho đường này. Đấy. Đấy là muối tôi chỉ cho có một nửa thìa nhỏ nhỏ đấy nhá. Và nước mắm là tôi sẽ cho 100ml nhá. Đây tôi cho nước mắm trước. Đấy.
Đây tôi sẽ cho giấm nha. Các bạn nhớ là cho 100ml giấm. Thì các bạn nhớ về khoáng này, cho giấm nó bốc hơi đi, thế là nó bay bớt hơi chua để cho nó không còn cái độ chua gắt nữa. Đây là nước sôi rồi. Đấy, nước này để tôi muối ra muống. Tôi sẽ để ra đây để cho nó nguội các bạn nhớ nha. Đấy, để cho nó nguội xong rồi thì tôi mới cho được các cái gia giảm này. Sau đó là tôi mới muối rau muống. Bây giờ tôi sẽ đun nước để trần rau muống các bạn. Đấy, như vậy là cung đoạn này là cung đoạn cuối cùng. Các bạn ơi, tôi đun nước như thế này để tôi trần nó đã sôi rồi. Tôi đã vớt rau muống. Đấy, các bạn có thấy không? Phần cuống bao giờ nó cũng to hơn. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho vào xoong để tôi trần. Đấy, các bạn cứ dựng nó lên một lúc. Đấy, cái phần cuống bao giờ nó cũng là chín lâu hơn. Thế cho nên là các bạn cho vào trần cái đằng gốc trước này. Đấy, như vậy thì là cái phần cuống nó đã hợp lý. Đấy, các bạn sẽ dìm hết cả phần thân và phần ngọn. Đấy, bây giờ trần là được rồi đây các bạn ơi. Như thế này là được rồi. Đấy, các bạn sẽ thả luôn vào xoong đá. Đây là trong lúc này là nóng lạnh. Đấy, như vậy là để cho nó lạnh đột ngột thì rau muống nó sẽ giòn. Đấy, các bạn trần phải nhanh nhá, vì nước nóng mà các bạn trần mà nói thật không nhanh là nó vẫn còn ở dạng là nó sống, còn đây nó chỉ là tái thôi. Bây giờ tôi sẽ ngâm 10 phút các bạn. Cái nước này là để tôi chế ra để tôi sẽ muối, thì tôi bây giờ để nó nguội, nó chỉ ấm ấm thế này là được rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho tất cả cái gia vị này vào. Đây là nước này để tôi muối nha. Đây, tôi vớt ra đây để cho nó ráo đi các bạn. Ta cứ sắp cho nó lại gọn để tí nữa ta thái cho nó dễ thái. Đấy các bạn ơi, tôi đã để vào trong này. Bây giờ tôi sẽ thái ra nha. Cũng không nên thái dài quá mà không nên thái ngắn quá. Bạn để vào đây để cho nó ráo đi. Khi nó ráo rồi các bạn bắt đầu cho vào trong nọ. Đây tôi sẽ đem muối đây. Thì các bạn nhớ này, ta múc một chút nước và một chút tỏi với cả hành ở đây. Đấy, ta để xuống dưới. Còn đây là nó lổi lên đi, về sau này thì ta lại cho ở trên. Rồi bây giờ tôi sẽ cho rau vào trong này. Bây giờ tôi sẽ cho nước vào. Đấy, như vậy là các bạn dùng một lượng nước vừa rồi như tôi đã trình bày với các bạn là vừa. Đấy, các bạn đàn nó ra để cho nó hợp lý. Tôi đã làm xong một lọ rau muống để đem muối. Các bạn hãy nhớ nha, chỉ để đến ngày thứ hai nếu như ở ngoài Bắc này là ăn được. Các bạn ơi, tôi đã ngâm được 2 ngày rồi nha. Bây giờ tôi mở ra để tôi thưởng thức đây. Cái món rau muống mà muối như thế này thì phải nói rằng là ngon đấy các bạn. Giòn. Đấy, tôi cho cả ớt quả vào đây. Để cả quả, bạn nào ăn cay thì bạn sẽ dầm ra. Còn tôi chỉ ngâm cái ớt tôi thái thôi, ăn nó cay vừa thôi. Thơm lắm các bạn ơi. Mùi rau muống muối này nó thơm như mùi rau muống luộc. Để tôi thưởng thức đây, mời các bạn thưởng thức cùng tôi nhá. Ăn cơm thường ngày như thế là có một đĩa thịt luộc này nữa, một chút nước mắm. Đây, một bát cơm này ăn với rau muống muối này để xem nào. Hôm nay tôi muối rau muống nhưng mà còn có ngon không? Tôi phải thưởng thức thử xem nào.
Giòn thơm, chua ngọt đủ, rất ngon các bạn ơi. Ôi, ngon quá. Đây là thịt luộc. Ôi, mùa hè như thế này thì ngon lắm các bạn ạ. Đây là ớt quả để bạn nào ăn cay thêm thì các bạn ăn. Nó có một cái vị đặc trưng thơm riêng, dai dai, giòn giòn, ngon, chua ngọt ngọt. Nó phù hợp là ta ăn thay dưa, thay cả. Có lẽ tôi phải làm cái này liên tục, thường xuyên ăn cái rau muống, muối này ngon đấy. Rau muống muối này ăn cũng hợp với mùa hè. Ôi, quá ngon các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Món gì mà các bạn yêu cầu thì các bạn sẽ để phía dưới phần bình luận. Tôi sẽ làm tỉ mỉ để cho các bạn tiện theo dõi nhé. Tôi xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn vào clip sau. Các bạn ơi, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món nó có khác hơn mọi hôm. Là món này là món dưa. Dưa đây là dưa cải bẹ nha các bạn nha. Muối dưa này thì gồm có muối và hành. Đây, hành tươi, chút đường. Món thứ hai là món lạc rang muối vừng. Đây, lạc và muối vừng đây, và muối đây các bạn. Bây giờ tôi đi làm cái dưa này trước nha các bạn nha, để muối dưa. Một là có thể các bạn rửa từng cái bẹ một. Đấy. Hai là các bạn thái ra để rửa. Có hai cách. Đấy, bây giờ để cho nó hợp lý thì các bạn cứ thái như thế này. Các bạn nhớ là cái nào lá vàng ta phải bỏ đi. Đây, các bạn thái thì ta thái nó vừa phải, không dài quá mà không ngắn quá các bạn nhé. Nhớ là các bạn khi mua dưa là các bạn phải mua cái loại dưa nó cứng, đừng mua dưa nó mềm quá. Nếu mà mềm quá thì các bạn hãy nhớ rằng là muối dưa thì các bạn phải thật nhẹ tay. Đây, ta phải cắt cái rễ hành để chúng ta thái hành vào, chúng ta đi rửa. Rửa lại một lần nữa cho nó sạch nha. Ta thái vào đây. Bây giờ tôi đi rửa dưa nhá, rửa lại một lần nữa cho nó sạch này. Lúc này là tôi rửa cây. Rửa là các bạn hãy nhớ này nha, lưng thật nhẹ nha, chứ không nên xoa xoa vò vò kiểu này. Ta lưng ở dưới lên. Ông ta đặt nhẹ tay xuống để nó chìm dưa. Khi các bạn nhớ là rửa dưa là không được lát. Rửa rau lát còn luộc ăn được, chứ dưa mà khi lát rồi các bạn đem muối là rất khó ăn. Đây, tôi cho một chút muối nha vào đây nha. Vì lúc trước đã rửa hai nước rồi các bạn ạ, cho nên cây nó đã sạch rồi.
Bây giờ là chỉ có thái ra rửa lại một nước để ta cho muối vào cho nó hợp lý nha. Bây giờ tôi vớt rau ra. Vớt rau làm sao cũng phải hợp lý, đừng nên lắm. Lắm là nó sẽ lát hết dưa. Lát dưa là các bạn đã muối dưa là không ngon. Đây, tôi rửa sạch rồi, bây giờ tôi đi vẩy cho nó hết nước nha. Đấy, tôi đã vẩy, coi như thế là nó ráo hết rồi. Các bạn nhớ là muối dưa ta phải lấy nước đun sôi để nguội nha, các bạn nhớ nha. Đấy, đây tôi mới cho muối. Đấy, lượng muối này là vừa. Các bạn phải cho thêm chút đường. Với cái lượng dưa này các bạn thì cần cho 3 thìa. Cái này các bạn nhớ là làm bằng tay. Đây, các bạn trộn vào mấy cái nước muối này. Sau đó các bạn cho vào vại. Các bạn cho vại đâu thì ta ấn nó xuống. Lúc này ta được quyền ấn chặt. Đây, ta đổ cái nước này vào. Ta cho dưa trộn đều. Xong ta lại phải đổ nước. Nước muối vào. Đây. Như thế này thì các bạn mới nhớ là nhanh được ăn này nhá. Đây, ta cho cái đĩa này vào. Đấy. Ta để cái nước này lên. Đấy, tự cái nước này nó đã lén được vào đây. Đây, tôi đậy lại nha. Đấy, ta đậy lại để cho tránh bụi và tránh các cái con côn trùng nó rơi vào đây. Ta để cái này chỉ trong vòng đến ngày thứ 3 này ta ăn được các bạn ạ. Tôi làm đến muối vương lạc nha. Tôi phải rang lạc đã, xong rồi tôi mới rang cả muối vương. Tôi phải làm thật nhanh đấy nhá, nó không nó cháy này, phải đảo thật nhanh. Nó sắp được rồi, bây giờ ta cho ra ủ vào bát là giòn tan. Rồi, tôi bạc ra này. Nếu không là nó cháy. Đây, tôi múc ra bát nha các bạn nha. Ủ ngay tại trong bát này. Đây, tôi đã xong. Cứ để ở trong bát đấy nó tự giòn các bạn. Tôi rang muối. Rang muối được rồi tôi mới cho vừng vào các bạn. Cho lẫn vào mấy muối là được. Đấy. Khi muối vàng lên rồi bắt đầu ta đổ luôn cái vừng vào. Tôi cho vừng vào lẫn mấy muối nha. Cái vừng này là rang rất là khó rang, nếu mà các bạn to lửa là cháy luôn.
Đấy, cho nên là vừng chỉ rang lẫn vào mấy muối, khi muối đang lòng già mà nó đủ độ quay giòn rồi, khô hết rồi, vàng rồi, thì bắt đầu ta cho vừng vào để ta rang lẫn. Nó lổ lốp đốp, nó thơm, nó vàng là ta cho ra luôn đấy nha các bạn nha. Thôi bắc xuống nha, cho nhanh, nó không là cháy. Đấy, vừng rất thơm rồi. Tôi phải đổ vào trong cối nha. Này ta giã thì càng thơm. Đây tôi đổ lạc vào cái giá này nha. Rồi. Tôi xoay cho nó chảy vỏ ra nha. Đây các bạn ơi, tôi giã vừng nha. Vừng này mà được ăn cùng mấy cả thịt chấm vào mấy thịt luộc thì ngon lắm đấy. Tôi đã giã muối mới vừng xong rồi. Đấy, bây giờ tôi giã lạc xong, tôi trộn đều lên. Đấy, tôi cho ra rất thơm các bạn. Muối và vừng đã được giã vụn rồi, tôi sẽ cho lạc vào. Các bạn là lạc ta phải chia làm đôi chứ giã một mẻ đầy quá nó lại bắn hết ra ngoài. Các bạn là lạc ta phải giã vừa phải thôi, chứ không giã vụn. Đây các bạn trộn đều lên giữa vừng này, muối này, lạc này. Đây là thành một bát coi muối vừng. Đây tôi sẽ đóng vào lọ nha. Đó. Ta ăn đến đâu ta múc ra đến đấy các bạn. Xuống đây nhá, chứ không lên lèn. Rồi, tôi đậy nắp lên. Ăn đến đâu thì ta lấy đến đấy cho nha các bạn nha. Rồi các bạn ơi, tôi đã làm xong. Đây, dưa tôi đã muối được 3 ngày rồi các bạn ạ. Hôm nay bây giờ tôi lấy dưa ra mới muối vừng để ăn cơm nha các bạn nha. À, mùi dưa đã bốc lên thơm là phết. Bây giờ tôi sẽ lấy dưa ra để ăn cơm nha các bạn nha. Đấy, dưa chín rồi các bạn. Đấy, được rồi. Tôi lấy dưa ra để ăn cơm. Cái đĩa này dàn cho nó đều ra. Lại đặt vào đây. Đấy. Cái đậy lại nha. Để bảo quản. Đây tôi lấy muối vừng ra nha các bạn ra nha.
Hôm nay mời các bạn thưởng thức cùng với tôi một cái món dưa chua mới cần lạc, muối vương lạc nha các bạn nha. Tôi cho lạc vào bát cơm. Đây là muối vương lạc. Ngày xưa thường xuyên nói thật với các bạn là tôi cũng hay ăn cái món này. Vì nương nó ít quá cho nên làm gì có tiền để mua được thịt nhiều các bạn. Đây, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Nó khác lạ, hóa ra lại ngon. Muối vừng thơm lắm các bạn ạ. Nó có vừng giã ra rất thơm. Mà ăn vào phải nói rằng nó đã thơm lừng lên. Ăn cùng mấy cái dưa chuồn rốt chua này là tôi thấy hợp lý đấy. Đấy, hôm nay tôi thay đổi cái món này, tôi ăn cơm rất ngon các bạn. Muối vừng lâu lâu ăn một bữa muối vừng vừa thơm, thơm của lạc, thơm của vừng, nhưng vừng là thơm nhất. Các bạn đổi bữa như thế này là vẫn hợp lý thôi. Như cái tuổi của chúng tôi bây giờ là phải ăn thịt nó ít đi, ăn thêm rau, ăn thêm các cái muối vừng, các cái đồ nó nhẹ nhàng. Muối vừng ăn nó có cái ngon riêng, dưa cũng vậy, nó vẫn hợp lý. Một bữa cơm như thế này tôi cảm thấy bằng lòng với tôi rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh. Rất mong các bạn ủng hộ cho tôi để tôi làm thêm nhiều món để giới thiệu cho các bạn biết nha. Có các cái món này làm nó cũng rất đơn giản, nhưng là một cái bữa ăn tự tay mình làm ra nó vừa sạch sẽ, vừa coi như thế là không có cái chất nào bảo quản cả, như thế là mình đảm bảo an toàn cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.